Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước có hành động tập thể để ngăn chặn đứng cuộc chiến tranh Syria. Tin Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các cường quốc ngừng cung cấp vũ khí cho hai phe Syria, ngăn chặn đừng để diễn ra các cuộc tàn sát. Cao ủy Navi Pillay đã nói trước cuộc họp Hội đồng Nhân quyền rằng một số quốc gia đã tích cực cung cấp vũ khí cho phía này hay phía kia ở Syria và điều này đã thúc đẩy tinh thần hiếu chiến. Hành động ngay lúc này là ngăn chặn đừng để đổ máu thêm. Các nước ủng hộ phe này hay phe khác cần phải ngồi chung, ngăn chặn chiến tranh thay vì tìm cách chống đối nhau, đang làm cho Syria tan nát. Bà Pillay đã lên tiếng sau khi Liên Âu quyết định để cho lệnh cấm vận hết hạn và Nga cho biết sẽ giao hệ thống hỏa tiễn S-300 cho chính phủ Anh Assad. Anh và Pháp đã mạnh mẽ vận động nhấc bỏ cấm vận để có thể trang bị cho đối lập Syria.